đường chỗ ngoài ngoài sông. Trước thấy cô với cô khổ á, cô lớn tuổi 73 tuổi rồi. Dạ. Cô có gửi 500 ngàn cho cô rồi, ha. Cảm ơn con nha. Dạ dạ. Cái cháu ngồi luôn hả? Dạ. Này giống như là cái hồ bơi di động á cô. Trời này là mấy cái tiếng xe nó rống luôn á, do nó ngập nước lên cái bồn á. Chết máy luôn rồi. Chưa ăn gì luôn hả? Ngày trước ăn với con nè. Dạ. Nhịn đói quen rồi. Nhịn đói quen hả? Được ngày ăn mấy buổi? Không buổi hả? Đó, trên cái đường lộ mà giờ là bơi xuồng luôn nè. Ai ai mà tin không? Quốc lộ mà bơi xuồng. Xe chạy lúc nữa mà nói. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì Cao Tùng Vlog vẫn còn đang ở khu vực Cần Thơ và đặc biệt là ở chợ Bình Thủy. Hôm nay thì ngày 4 tây tháng 10 năm 2023. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 10 năm 2023. Thì cái lượng nước mà cái chiều cường dâng á vẫn còn đang rất là sâu nha. Hôm nay thì Cao Tùng Vlog tiếp tục cập nhật cái khu vực này. Và đặc biệt hôm nay thì Cao Tùng Vlog sẽ trở lại để gặp hai cụ, đặc biệt là hai cụ lớn tuổi á, hai cụ 73 tuổi để trao một phần tiền của một cái cô ở bên Mỹ giấu tên gửi cho hai cô để giúp cho cô vượt qua được những cái khó khăn hiện tại. Nước bên này còn rất là sâu luôn. Rồi mấy em học sinh đi rồi. Con đi học hả vậy anh trai? Chuẩn bị đi học hả? Đó, trong buổi sáng này thấy mấy em học sinh đi học rất là khó khăn luôn. Ở ngay khu vực này là trường tiểu học Bình Thủy nha. Buổi sáng thì mấy em đi học thì rất là khó khăn, nhiều anh chị người ta cổng vô á, có nhiều người thì dùng chiếc xuồng, chiếc ghe để đưa học sinh vào trường ngay khu vực chợ Bình Thủy nè. Có một cái trường tiểu học ở đây là người ta xây lên nguyên một cái bực ở phía đó để chặn nước lại luôn á, do tình hình nước này ngập cũng khá là lâu rồi nên là ta biết trước tình hình nên còn người ta chặn một cái bực ở phía trước nè, ngay trường tiểu học Bình Thủy nha. Rồi lúc luôn rồi, chiếc xe chạy lúc cái bô luôn. Ồ chạy được không, lúc hết trơn rồi, lúc tới bản số luôn kìa. Dạ. Nay cập nhật lại nữa. Bữa nay thấy có cái tình hình là nước giảm chưa hả cô? Bớt hơn mỗi bữa chưa? Hơi giảm chút rồi. Dạ, hơi giảm chút xíu ha. Sau cửa hôm nay đi áo phao gì đâu. Chưa áo phao hả? Rồi, chiếc sao vô con tặng cháu phao. Trời ơi, mở chiếc sao vô còn không đâu mà tặng. Ủa, chiếc nào lo chiếc đó chứ. À, nước của chú trong nhà chú nè. Rồi mấy xe vậy rồi, mấy cái chim ngập sao chú? Văng lưới trong nhà luôn kìa, mấy văng lưới hả? Rồi, con vô nhà luôn. Vô cái góc cửa vô. Vô được không? Dạ dạ. Ê, báo ngay đã không? Đây nè cô chú ơi. Xe của chú là đậu ở dưới nước luôn nè, nó. Trời ơi. Khổ quá sức không? Cái giường chỗ chú ngủ kìa, chú kê lên mấy cục gạch luôn kìa. Đó, bàn ông địa là ngập lên trên luôn đó.
chỗ này đó. Nhà bị nhà đi ông nội. Chỉ tình gửi đội thì nó lộ ra mắt cũng chú chọc mình. Chú này bán chuối vậy cô chú anh chị. Ừ. Gửi cái thiệp lộn qua nhỏ kia là chết tôi nha. Cho quay mà gửi tiền bên kia chết tôi nha. Thôi gửi bên kia được phải không? Ừ. Dạ. Thôi quay bên kia luôn đi. Bên này không bán hả cô? Nước uống mấy cái đem quay kia chó ngỏ khóc nè. Dạ dạ. Có chú gì mà vui. Chó ngỏ khóc luôn kìa. Vui dễ là cái lòng thích mẹ vui. Chứ giờ sao vậy chú? Dạ sống lạc quan lên chứ sao giờ. Chó trốn luôn hả? Ờ lên bờ lề ngồi luôn rồi kìa. Ờ, cô bán rau đây nè. Cô, hôm nay con trở lại thăm cô nè, rồi bữa nay buôn bán làm sao rồi, được không? Có lửa con không có chắc gì nữa, đâu có bán được. Dạ, rồi ngồi đợi sáng giờ bán được nãy nào chưa? Không. Không bán được nãy nào không chưa hả? Không mua gì hết. Trời ơi. Hồi là bán cho con hai trái bưởi đi nha. À. Căng cho con hai trái bưởi đi. À. Dạ. Căng cho con hai trái bưởi đi. À. Dạ dạ. Thấy bà hai ngồi thương quá thương rồi. Thương quá thương rồi. Bà Tư bà khổ quá khổ rồi. Khổ quá con sắm con mình con. Dạ, bà Tư năm nay là như là 73 tuổi hơn bà Tư. Con. Dạ. Còn một bà hai nữa, bà hai ở phía sau là cũng 73 tuổi nữa. Ừ. Dạ. Tuổi rồi con. Dạ. Thấy mọc lên. Khổ con biết không tao tin nữa. Dạ. Tao làm nhà tư tư cái gì có đang báo gì cái bị tim cái là đi làm nhà tư bà Tư bị bên tim nữa hả bà Tư? À, bị lâu rồi chứ ai cái giò đi đâu có được. Dạ. Yếu lắm cái giò gì thấy nước ăn tùm lum hết trơn nè, thúi móng hết trơn luôn. Bữa là ngon cho con à. Dạ dạ hai trái được rồi bà Tư. Thôi, nhiều quá con sắc nổi á. Ba trái luôn hả? À. Dạ dạ vậy căng con ba trái luôn đi. Lấy con 30 thôi. Dạ dạ, nhiêu cũng được. 30 ngàn ha. À. Rồi con gửi đây luôn nha, dạ, nào quay xong ra lấy. À. Dạ. Rồi để con tiền gửi tiền cho bà Tư nha. À. Hỏi cho bà Tư buổi sáng thấy bà Tư khổ quá. Bà Tư cũng sớm rồi con ơi. Dạ. Bán gì cho mình không có vốn liếng gì hết trơn á. Mày mình thấy không vốn liếng trơn hả? Trời ơi, có 50 ngàn con ơi. 50 ngàn à, đây, con gửi tiền bữa cho bà Tư nha. Ừ, ta rồi. Mượn á. Có tiền đâu con ơi. Dạ. Rồi con cũng có một cái phần tiền này là cái phần tiền của cái cô ở bên Mỹ á. Dạ. Rồi con có quay clip trước á, thấy dạ. Cô với cô khổ á, cô lớn tuổi 73 dạ. Tuổi rồi. Dạ. Cô có gửi 500 ngàn cho cô rồi, ha. Cảm ơn con nha. Dạ dạ, cái cô bên Mỹ á chứ không phải tiền của con. Cảm ơn cái cô bên Mỹ á. Dạ dạ dạ. Làm sao? Dạ, dạ. Dạ. Gửi cô 500 ngàn. Dạ. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Dạ dạ. Rồi chúc bà Tư nhiều sức khỏe dạ. Nha. Dạ dạ. Tao bệnh hoài đi nhà thương nằm hoài. Dạ dạ. Đủ số bệnh mà. Dạ dạ. Giấy bệnh của gì một cặp đi nè. Dạ. Rồi mới xin bảo hiểm ở phường á cho được một năm. Dạ. À. Rồi hôm nay bệnh mà không có tiền, không có đi khám luôn. Dạ. Thì bữa nay có một chút đỉnh thì cũng đã dạ. Bà Tư. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn bà Tư nha. À, dạ, dạ. Tư vừa giúp đỡ. Dạ dạ. Cô, dạ. Dạ. Rồi rau bữa nay kê lên thêm một chập nữa hả? Cô. Bán gì cô bán rau. Trời ơi. Giờ mua cho tiếp cô nha. Giờ biết mua rau gì cho cô rồi nữa nè. Củ sắn đi. Căng cho con ký củ sắn gì đi. Dạ con muốn hỏi cho cô. Bây giờ có quay nữa không? Dạ. Rồi chú này chở ba gác hả? Ờ. Ờ, tình hình chú này rồi sao mà chạy được? Dạ. Giờ mới con lên đi chú chạy vòng vòng. Con lên chú chở vòng vòng á. Trời ơi, tôi đi chạy xe đạp rồi. Lúc luôn tới hơn nửa bánh xe luôn. Xe ba gác rồi. Dạ. Rồi mua giúp đỡ cho con này một cái củ sắn luôn. Này về đem về cho bà con luôn. Ừ. Như tiền cô? Dạ 10 ngàn à. Trời ơi, sáng giờ có bán được không? Có bán đồng bạc rồi, mới bán mày đó. Rồi mới mở hàng luôn đó hả? Ừ, bán cho mày mở hàng luôn. Dạ.
Nè con gửi tiền. Rồi con gửi đây nha, chút xíu con ra lấy. Về cho bà con luôn. 32 là đi đường này vô ha con. Đúng rồi. Dạ dạ. Đó, trên cái đường lộ mà giờ là bơi xuồng luôn nè. Ai ai mà tin không, quốc lộ mà bơi xuồng. Xe chạy lúc nữa mà nói đó có sao. Đúng đúng đúng. Chậm chậm em ơi. Quá trời nước luôn rồi. Gần gần cái xô kìa bà Tư. Bà Tư có lội rồi, có lội là bữa nào cũng lúc tới cái đầu gối chứ. Té té bà Tư ơi, gãy dù, gãy dù. Rồi cái dù kìa. Thôi bây giờ mình chạy vào trong khu vực thôi, nhà của bà Hai. Nếu bà Hai có nhà không thấy cô? Bà lúc nào cũng chẳng vậy. Còn bữa nay thấy nước dịch cực đỡ đỡ hơn nè gì? Dạ. Bữa nay không biết bà Hai có đi không hay là bà Hai ở trong nhà nữa. Lại rồi. Chú. Bà Hai biết có nhà không hả chú? Bà ở đâu chọc? Dạ dạ có ha. Lúc nước. Đường cái đường này là sâu lắm cô chú anh chị. Bà Hai ơi. Dạ dạ. Lỗi ra được không bà Hai? Ướt mình đó hả? Không biết sao con vô tờ bà Hai ướt mình luôn rồi kìa. Dạ dạ. Đóng cửa ra mấy lát nó vô nhà. Dạ dạ. Trời ơi. Ngày không biết bao nhiêu bộ đồ mà nói luôn. Không dạ. Ra thì đói. Dạ, không ra thì đói sao? Sáng giờ có ăn gì đâu, uống gì đâu. Ăn uống gì được chưa? Có chưa ăn uống gì chưa bà Hai? Chưa. Chưa ăn gì luôn hả? Ngày trước ăn với con nè. Thôi, rồi. Dạ. Nhịn đói quen rồi. Nhịn đói quen hả? Rồi ngày ăn mấy buổi? Có 1 buổi à. Trời ơi, rồi nhịn buổi sáng luôn hả? Buổi sáng luôn. Trời sáng ơi. Nó bắt chưa chưa chút bắt mình cơm lên cái để đó. Cái kiếm tiền mua đồ ăn. Dạ dạ. Có một mình với thằng đó đó. Dạ. Nó cứ ra ngoài đây nè bà ha. Nó đi ra là lần nào cũng ngập tới ngực hết trơn, cổ hết chứ. Dạ. Mấy bữa gài con có quay bà Hai đó thì dạ. Cũng có một cái cô Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ á gửi cho cô 500.000. Cô đó giấu tên, không có dạ. Nói tên. Dạ. Gửi cho bà Hai. Dạ. Ờ, cảm ơn giúp con được phần nào vượt qua khó khăn hả bà Hai. Rồi, dạ dạ con nhiều nha. Dạ dạ. Dạ mình với thằng ba đâu có làm gì dạ. Được. Cái này là tiền của cô bên Mỹ chứ không phải tiền của con. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều, gửi lời thăm bà nha. Dạ dạ dạ. Rồi con cảm ơn bà Hai nha. Rồi. Ăn sáng gì chưa, ra ăn với con nè. Chưa. Đi đi ra ăn sáng luôn nè. Rồi. Rồi. Đi ăn sáng luôn nè bà. Rồi. Bà nhìn con. Dạ. Chưa ăn. Trời ơi, bà Hai bà dẫn mình ra nè. Dạ. Hai bà cháu đi ra ngoài. Còn cảnh khổ quá trời ơi, đêm hôm nước còn hơn cái này nữa. Ồ, đêm hôm nước nhiều lắm hả bà Hai? Cái bộ ăn về ngủ, bà ngủ nè, mà nó tới trên vậy nè. Tính không có ngủ được rồi. Trời ơi, tới trên luôn hả? Tới trên luôn. Té, té, chừng, còn chừng lắm tay nữa. Trời ơi. Khổ. Tưởng đâu là ngủ không được luôn hả? Tưởng đâu không ngủ được nữa. Rồi tối thức mấy giờ? Trời ơi, tao ngủ đâu thức tới 12 giờ mấy, cái ngủ được tiếng đồng hồ, cái thức tới giờ luôn. Trời ơi. Ngủ đâu đâu đã. Tính ra đâu có ngủ được giờ nào đâu. Giờ nào. Sáng đêm luôn rồi. Ừ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ dạ. Thôi đi sáng với con nè. Ngủ rồi ăn. Bệnh cũng chết. Dạ. Thôi con đi nha. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn bà Hai nha, chúc bà Hai nhiều sức khỏe nha. Rồi. Dạ dạ. Khỏe đi làm phước cho ta. Dạ dạ dạ. Kiểu này gọi là cái chân là cái như là bị ăn nước luôn rồi. Tối ngày luôn á cô. Lội tới lội luôn, dạ. Ngoài nước nó ăn mấy cái kẻ giòn chết luôn. Này chỉ có mai ca chị thôi.
có vốn mà luôn. Giờ tao quay rồi tao lưu lên đi rồi tao để năm sau tao quay nữa, không công đi thêm bận nữa. Năm sau lại cái tình hình nó khác nữa, không biết là tới đây hay là nó ngập lên nữa. Nó cũng nhiều đó là hoài cứ coi. Dám đâu ha, mỗi năm mỗi lớn mày. À, để con đi vô trong coi. Ở đằng kia cái chị kia là kéo xuồng luôn rồi kìa. Đó, trên đường lộ mà kéo cái ghe vậy đó. Này đứa đò hả vậy chị? Phải không? Ở phía này là cái đường chỗ không mà sông. Ngoài đó sâu lắm cô chú chị. Thẳng ra ngoài sông luôn á. Nên là mấy cái ghe xuồng ta đi vô cái đường này nè. Cô kêu bán giấy số kìa. Quay phim luôn á chị. Quay giấy số quay phim luôn. Trời ơi giờ là mấy chú kìa. Để trên cái thao kìa. Đẩy đi luôn kìa. Trời ơi dễ cưng quá tàn luôn rồi nè. Cái ghét quá tràn rồi. Chú kia cổng cháu kìa. Gái hả anh trai? Gái. Trời ơi. Đi chơi. Nhìn thấy thương không? Đi chơi hả gái? Ừ. Ngồi trên một cái thao nè. Nhìn dễ cưng ghê không? Rồi đi ra với chú nè. Đi không phải công an kìa. Thôi về. Công an nó bắt đó. Sợ công an hả? Ha. Công an nó bắt đó. Nước bữa nay thì hình như là mình thấy có vẻ là nó đã rút xuống bớt rồi, rất là nhiều rồi đó. Chứ mấy cái ngày hôm trước á là nước sâu lắm, giờ này là còn rất là sâu luôn. Trong kia mấy em học sinh kìa. Tình hình đi học cũng khá là khó khăn á. Mấy cái ngày mưa gió này phải chịu thôi chứ sao giờ. Hai em đi học hả? Hai em học trường nào? Trường Bình Thủy luôn hả? Vậy là mỗi ngày là mấy em phải đi qua cái tuyến đường này hả? Đâu có đang đi mua đồ. Đi vô chợ mua đồ ha. Đúng rồi. Rồi cho thời gian đi ra luôn. Cái cảnh đi học phải nói là rất là khó khăn của mấy em cái khu vực chợ Bình Thủy nha. Thôi bây giờ mình sẽ qua cái khu vực Bình Đình để cập nhật khu vực bên kia nha. Do cái xe tay ga á nên là khi mà chút nước rồi là chạy rất là khó khăn. Ở đây như là còn sâu nè, cái nước tới gần lúc bánh xe luôn kìa. Chết máy hả cô? Chết máy luôn hả? Trời ơi. Này là vô nhà mình hay sao cô, hay là đi chợ?
Đi chợ tử đâu có sâu dữ vậy. Dạ, bữa nay dưới cái này là giật bớt rồi đó, mà còn vậy đó. Vậy sao con không gửi xe ở ngoài đó? Dạ. Trời ơi, cái nhà của anh trai này ngập lúc luôn kìa. Mấy cái đồ bán là phải ý là kê lên mà còn ngập kìa. Lúc hết trơn luôn. Đưa con đi học hả chị? Dạ. Nhà chị ở trong khu vực chợ hả? Trong hẻm đó. À, trong hẻm này ha. Dạ. Ừ, kiểu này là đi đi nước là tối ngày luôn rồi. Đưa đi học, đưa về nữa. Buổi chiều nước nó lên xa, lên dễ, mình đi nó dễ. Dạ. Không có trường nào chị? Trường Bình Thủy. Trường Bình Thủy luôn ha. Dạ. Dạ. Giờ này lấy về hay gì hay là mới đưa đi? Đưa đi. Rồi. Tại nước nhiều quá em tính cho nó ở nhà. Vậy là đi học trễ ha. Dạ. Ở nhà dọc nước cho nên là đi đưa đại chạy. Vậy là gửi cho khỏe phải không? Để nó ở nhà dọc nước cái sổ mũi thôi. Rồi con gái kia bị chạy được không? Chạy được không? Có chú kia hỗ trợ tiếp kìa. Rồi chú chạy ra tiếp luôn đi chứ hai em đó chạy ra không được đâu. Trong đó như là bị sập cống á. Ủa sao hai em không chạy đường dưới đây nè? Để tiếp tục. Đường chút. Nhớ lên. Trời chú tuyệt vời. Quá tuyệt vời phải không? Kìa có mấy anh kia kìa dắt tiếp kìa. Rồi có mấy anh hỗ trợ tiếp luôn. Em chắc người hả? Rồi đứa hôm qua rồi ơi. Dạ cao tùng mới lóc. Bữa nay bán được hết cô? Mới hả? Rồi. Ấy nữa rồi. Dạ mở hàng cho con 10 ngàn đi. Rồi. Ủng hộ lại cho cô luôn. Dạ đưa lên tivi cô. Lên đưa cốc á, con gửi tiền nha. Dạ. Cô bán đồ ha. Dạ. Rồi, chúc cô bán đắt hàng nha. Dạ. Đây, điểm bún. Vậy là bữa nay vẫn để cái sạp bún bên kia phải không? Cái nồi bún bên kia nhưng mà cái sạp để bên đây. Rồi bên đây. Độc lạ Cần Thơ. Con trai đi mua đồ ăn kìa, đi mua đồ ăn sáng. Ướt quần luôn rồi kìa. Ướt quần rồi kìa. Ở sâu, trong ngập sâu hả con? Dạ, sâu dữ lắm luôn hả? Nhà con gắn đây không? Dạ. Rồi ướt quần luôn rồi kìa. Vậy là đi ra là ướt cái quần rồi mà mất về thay. Rồi đi học một lần nữa ha. Dạ. Còn vậy là buổi sáng là ngập lên trên đó luôn. Dạ. Giờ này là gục bớt đó phải không? Dạ.
Đây là mấy cái giờ cao điểm là ngập sâu lắm. Này, cái này là lọc lạ nè, bán bún xong là liền xuống dưới đường lộ luôn. Trời biết cái nồi này của ai nè. Cái nồi bún của ai chơi kìa. Thì là mấy cô chú ẩm mi đứa bé đi ra. Đó là cuộc sống rất là khó khăn luôn. Ảnh hưởng của rồi lẩm bắp phải liệu luôn. Rồi lẩm bắp phải liệu luôn. Bắn bún xong rồi giục nồi luôn. Đưa anh trai đi học hả gì anh trai? À tôi đi học. Rồi, đi học rồi. Chào cười chú à. Chào chú nè. Hello, hello. Cười lên. Hello. Hello đây. Trời ơi cái mặt này hay gì cũng lanh lắm nha. Bình thường chứ cũng quậy lắm á. Rồi được mẹ cổng luôn, đưa đi học luôn. Học trường Bình Thủy luôn hả cô? Dạ, học bữa nay học tuổi thơ. Học bán chú nha. Trời ơi. Rồi lượm cái nồi lại hả? Giờ này là nước rút cũng đỡ rồi cô chú chị. Chứ mấy cái ngày bữa trước á, chiều cường cao dâng lên là tới trên đây luôn nè. Lên cũng 5-6 tấc nữa. Rồi giờ mình sẽ đợi tới buổi tối chút xíu, mình sẽ cập nhật cái khu vực đường quốc lộ nha. Không rồi mình chưa có quay vào buổi tối, không biết là nước chiều cường vào buổi tối như thế nào nha. Rồi bây giờ mình đã vòng lại khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 nha. Ở đây thì có một đoạn đầu này thì ngập không có sâu, gần gần với điểm xanh á. Nhưng mà cái khúc ở phía dưới á, nước ngập rất là sâu. Trong mấy cái đường bên kia là nước nó tràn ra kìa, chảy mạnh dữ lắm luôn. Chứ nữa mình sẽ ngừng lại và cập nhật nha. Đây bắt đầu từ cái khu vực đèn xanh đèn đỏ là bắt đầu ngập sâu ở bên khu vực lộ bên kia. Đây từ bắt đầu khi mà qua khỏi khu vực đèn xanh đèn đỏ chút xíu là tới khu vực này lại ngập sâu nhất luôn nè. Đây hiện tại thì khu vực này là ngay cái quán ăn Bình Thủy á, thì cái khu vực này là ngập sâu nhất luôn. Ở đây thì phải có mấy anh cảnh sát giao thông á, điều tiết xe để không có cho chạy xuống những cái khu vực sâu á. Từ khoảng tầm 2-3 ngày nay thì chiều cường tiếp tục dâng cao nên là cái tình hình của bà con ở đây đi lại rất là khó khăn, đặc biệt là những cái tuyến đường quốc lộ cũng ngập rất là nhiều, đặc biệt là cái khu vực đường Cách Mạng Tháng 8. Giờ này thì hơi tối, mong cô chú anh chị và các bạn có xem clip của Cao Tùng Vlog thì thông cảm nha. Quá tối rồi. Trong đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 thì dài vô trong khu vực hẻm của bà con cũng đang bị ngập khoảng tầm 4-5 tấc á. Nhà cửa bà con nè. Không chỉ ở ngoài khu vực quốc lộ nha, khu vực đường phía trong cũng vẫn bị ảnh hưởng.
cái đường này là ngập dài vô trong sao không hả chị? Cái đường này ngập dài vô trong sao không? Dạ dạ, túi ở trong đúng không? Dạ 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 dạ. Trong kia sao không ấy, mấy con? Cái đường này ngập trong kia sao không? À, tới đây là hết rồi phải không? Và bây giờ mình sẽ chở ra khu vực phía ngoài nha.
tại thì mình đã đến cái khu vực cây xăng Petrolimex. Ở đây là nước ngập sâu hơn những cái khu vực nãy giờ mình chia sẻ luôn, lắm luôn á. Có vẻ như chiều cường bữa nay dâng lên rất là cao nha. Mấy cái nhà người dân bên kia kìa, người ta cũng phải che giống như là ở chợ Bình Thủy á, che ngăn đựng cho sóng vô á. Máy luôn rồi. Bữa nay là một cái ngày cực khổ tiếp theo của mấy anh em làm nhiệm vụ. Nay nó là mấy ngày rồi em trai? Dạ. Nay trực nó mấy ngày rồi? Dạ, bữa giờ anh ơi, mấy bữa rồi. Mấy bữa hả? Bình anh chỗ này chưa cơm mà còn nữa là mất còn canh nữa ha. Dạ đúng rồi anh. Hỗ trợ ha. Là buổi chiều tới giờ là chỉ có một cái đám mưa không có lớn đó, mà chiều cường còn lên vậy nè. Nếu mà có mưa nữa là còn ngập sâu nữa. Mấy cái xe lớn rồi nó chạy tới là nửa bánh luôn á. Lúc luôn rồi. Chết máy rồi anh chị. Dẫn lên trên nè, dẫn lên trên đường phía trên á. Nó cạn hơn. Dưới đó sâu lắm. Cặp bờ lề nè, cặp bờ lề đi dài tới. Chịu khó dắt đi.
tại giờ này khoảng tầm 7 giờ nha. 7 giờ mười mấy phút. Nước khoảng còn đang ngập rất là sâu. Một anh trai này là phải dắt luôn à, như là chết máy rồi. Chết máy xe gì cô? Dạ. Thôi giờ mình sẽ đi dài xuống khu vực phía dưới nha. Ở phía giữa thì hình như là nước nó nông hơn á, còn hai bên là nước rất là sâu nha. Anh phải đứng đây để điều tiết xe qua lại hai bên á. Như giờ này là lực lượng công an với cơ động xuống hỗ trợ rồi kìa. Giờ này là ngập quá sâu rồi. Mấy cái xe lớn nó chạy là khoảng nửa bánh luôn á. Khúc này là sâu nhất luôn nè. Giờ là mấy anh ra để điều tiết xe tiếp á. Nãy giờ có mấy anh kia à. Xe chạy nhanh quá, nước văng á. Trời ơi, mình bị sập cái ổ gà rồi. Sập xuống cái cống rồi. Mấy chỗ, chân chỗ coi xăng này là sâu dữ lắm, sâu luôn nè. Giờ này là có mấy anh công an ra hỗ trợ tiếp rồi. Nghe mấy cô chú kia nói là bữa nay là ngập sâu hơn mọi ngày đó. Cái đợt chiều cường tiếp theo này nè. Phải nói là một cái hình ảnh rất là đẹp nha. Về mấy anh chiến sĩ công an. Lúc có chân luôn rồi. Hình như là giờ này xe đạp chạy là thấy dễ dàng hơn, di chuyển đi lại thì bớt khó khăn hơn, chứ xe máy là đi dễ bị chết máy lắm á. Giờ này là mấy cái tiếng xe nó rống luôn á, do nó ngập nước lên cái bô á. Giờ này thì vẫn còn đang mưa nha, chứ chưa có hết mưa đâu.
mưa lâm râm nãy giờ rồi. Hồi nãy là mưa lớn dắt khoảng 6 giờ á, giờ này gần 7 giờ rồi vẫn còn mưa nha. Tình hình giờ này là mấy cái xe nó chạy kìa, nó tràn lên trên luôn á, lên trên cái mui luôn. Đây có mấy cô để taxi cho mấy em nhỏ tắm luôn. Cái đường này là phía trong bị ngập không mấy cô? Ngập sâu không? Dạ cũng không sâu mấy ha. Dạ dạ. Trời ơi. Để cái taxi cho cháu ngồi luôn hả? Dạ. Này giống như là cái hồ bơi di động đó cô. Bữa nay chơi Trung Thu ngập nước rồi. Dạ. Bữa nay là ngập sâu hơn mỗi bữa hả mấy cô? Dạ bữa nay là quá lớn luôn ha. Quá từ sâu rồi. Nãy mình đi ở đây là bị ngập luôn á. Đây là mình đi hồi nãy là bị lút xuống ở chân chỗ cái hố á, xíu là mình té luôn rồi. Xe này em chơi như bị chết máy hay gì nè. Ở đây thì mấy cái chỗ dưới hè nó tràn lên phía trên luôn. Chết máy gì em gái? Xe chết máy luôn hả? Rồi trong đây có mấy anh trai hỗ trợ luôn. Bữa nay là ngập sâu hơn mọi bữa chưa ha chị? Nhiều hơn mọi bữa luôn hả? Mọi bữa là ngập lên tới đây không? Dạ bữa nay tràn lên trên luôn rồi ha. Dạ. Dạ Cao Tùng Vlog YouTube á. Cao Tùng Vlog. Nguyên một cái đoạn đường Cách Mạng Tháng 8, hồi nãy là khu vực đèn xanh đèn đỏ nha. Dài lên tới khu vực Vinday luôn á. Đợt chiều cường dữ dội của khu vực Cần Thơ đang bị ngập rất là sâu. Không biết là cái đợt chiều cường này kéo dài tới bao lâu nha. Bữa nay là 3 cho đến 4 ngày rồi. Đoạn đường này ngập kéo dài tới đâu nha.
đây thì có một chốt hỗ trợ người dân nữa nè. Cái điểm này nào sâu sâu là có mấy anh hỗ trợ chưa nè. Đây là cái hố và còn cái đất này. Cái đường này đi là cẩn thận chứ để mà sụp hố là nguy hiểm đó. Cái quán này hình như là bị ngập nước luôn rồi. Cái tình hình ngập nước này là mấy bữa rồi hả chú? Ba bữa rồi hả? Mấy bữa trước là ngập sâu vậy không? Bữa nay mới cao dữ. Rồi, bữa nay là dữ dội nhất luôn đó hả? Rồi, bán hộp dịch lộn luôn. Rồi, là kêu bằng là cái quán bán dưới nước luôn rồi. Đừng quay vô trong. Dạ dạ. Bà con người ta dùng những cái bao cát á, người ta trắng lên nè, mấy cái bữa là nước cao là nó lên tới trên đó luôn á. Vượt đường Võ Văn Kiệt nha. Rồi hiện tại thì mình đã vòng qua được cái khu vực đường Võ Văn Kiệt. Hiện tại ở bên đây thì cũng đang ngập nước nha. Nước tầm 3-4 tấc vậy á. Ngập lên ở cái vỉa hè luôn, hai bên đường luôn nha, không biết là ngập tới đâu nha. Mình sẽ cập nhật cái khu vực nào mà ngập nước thì mình sẽ đưa cái hình ảnh đó lên cho quý vị xem nha. Chỉ ngập có là trọn thôi nha, không có ngập sâu cho mấy. Xem chiều cường có dâng lên và ngập hay không nha.
mình vẫn còn đang trên đường Võ Văn Kiệt. Cái đường lộ bên kia cũng ngập rất là sâu kìa, sâu hơn cái đường bên đây nha. Đường Mậu Thăng luôn nha. Bên đây hiện tại thì cũng đang ngập nè. Đó, mấy cái nhà dân ở phía trong kìa. Nước dâng lên thổi dĩa nè luôn mình, vô cửa luôn á.
cao nên là tình hình kinh doanh là cái gì là vắng luôn đó. Tiếp tục ngập nữa. Cái đường này ngập vô trong kia sâu không mấy em gái? Gái ơi, cho anh hỏi cái đường này ngập vô trong kia sâu không? Cái đường này ngập vô trong kia sâu không? Em không phải địa phương ở đây hả? Rồi, cảm ơn em gái nha. Bây giờ mình đang di chuyển tới khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. Hiện tại thì trong đây cũng đang ngập nè. Mình sẽ cập nhật một đoạn xem khu vực phía trong sâu hay không nha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục di chuyển xuống bến Ninh Kiều. Kiều nè, bị ngập nè.
thì nước bắt đầu cũng đã rút bớt rồi. Có dịp thì Cao Tổng Đốc sẽ qua sớm hơn á, để cập nhật cái khu vực tình hình của bến Ninh Kiều nha. Mình qua hơi trễ thì nước rút hết rồi. Thôi mình sẵn đây thì mình sẽ quay một cái đoạn đặc biệt gần đây luôn, khu vực bến Ninh Kiều về đêm. Rồi có lẽ thì clip của Cao Tổng Đốc sẽ kết thúc tại đây nha. Hẹn quý anh chị vào một cái clip sau. Cao Tổng Đốc sẽ cố gắng cập nhật tình hình mới nhất của khu vực Cần Thơ cũng như là các địa điểm khác. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip sau. Nhớ đừng quên để lại một cái like kênh và đừng quên bấm và chia sẻ clip cho Cao Tổng Đốc nha.